Thế này chúng ta phải nói về chuyện nữa nè, để chúng ta phân tích trẻ trẻ nè. Cái đồ của quốc gia người ta, bảo vật của quốc gia người ta, mà cha cho anh mượn vậy, anh để khơi khơi vậy hả? Là chạm tay vậy luôn hả thầy? Anh Đụng để tay vậy khơi luôn. khơi vậy hả? Nó giật làm sao, đúng không? Đúng rồi. Nó nhào vô nó giật sao, nó tổ chức nó vô một chục thằng, nó ồ vô cái thằng giật được rồi, trời ơi nó giật được cái báu vật thế giới rồi, đúng không? Dạ Nó đúng rồi. tổ chức nó giật cái một à. Rồi không nói những cái thí dụ như cái người đó lên đó sụp lại quỳ lại lỡ đụng té ngã một cái đầm xuống đó tiêu hết rồi, ai chịu? Chơi mắc sợi tóc rồi sao hết này. Đúng rồi. Ai chịu? Dạ. Cái sợi tóc nó là cái bảo vật của đất nước người ta, Dạ. mà cái kiểu gì mà trưng bày khơi khơi dễ mất dễ còn quá vậy, nội thấy cái đó thôi chúng ta đánh giá được rồi, Dạ. tức là cái giá trị đó nó không có khi mà để cho người ta coi, đúng không? Quá hay, quá hay. Dạ con xin chào sư. À, mô Phật. Dạ thì bữa trước cái con cũng có đến đây và nghe sư đã chia sẻ câu chuyện về sợi tóc xá lợi Phật. Và qua đó thì hôm nay báo chí cũng đã lên là đính chính rất là nhiều về việc sợi tóc xá lợi đó sư. Dạ thì không biết vì sao mà sư có thể là tiên đoán trước cái điều này về sợi tóc xá lợi đó sư. Sư có thể chia sẻ cho khán giả cộng đồng mạng biết được không ạ? Mô Phật. Sư là một tu sĩ thì cái gì mà liên quan đến Đức Phật đó Dạ. thì các tu sĩ cơ bản chúng ta phải biết, là không biết nhiều cũng phải biết ít, và biết ở trong cái cơ bản mà giáo lý ở trong kinh sách thời xưa nay đó để lại cho Phật tử chúng ta đó. Nếu quý vị lật lại sách vở đi, chúng ta là những tăng sĩ, chúng ta đã đọc học nhiều, chúng ta đọc nhiều rồi. Thầy nhắc nào, thầy nhắc cho các Phật tử á, các con à, các con lên dễ ở ha, lên Google gì đó, thầy dốt ha, thầy nói cái từ đó các con nắm, các con truy cập đi. Nè, 32 tướng tốt của Đức Phật và 80 vẻ đẹp là nó nằm đâu? Ở trong đó nó có cái sợi tóc ở trong đó đó. Ở trong cái giáo lý Phật giáo nó có nói về cái cọng tóc của Đức Phật. Nè, thầy diễn giải các con nghe nghe. Ở đây chúng ta nói không có nói tới chùa chiền nha, mà Dạ. sư sư luận ở đây là thiệt hay giả mà thôi. Đúng rồi. Tại sao? Con mắt của sư là con mắt của một tu sĩ à. Dạ. Sư nhìn Đức Phật, ai? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là bổn sư của sư phụ. Dạ. Sư tu tu là theo giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni. Nó thành thử ra nói mà cái xá lợi tóc của Đức Phật để lại mà sư thấy ở trên chùa Ba Vàng đưa lên đó, cái này kia cái cọng như cọng cỏ cứng ngắc ha, như rồi lên trên đâu khoảng tất gì đó nó hơi cong cong rồi ngoan 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 cọng tóc đư, cọng tóc sao mà ghim được vô trong cái móc cọng tóc gì mà cứng ngắc ghê vậy. Dạ. Cọng tóc nếu nói để nằm à, hoặc có ghim cũng phải lấy cái gì ra chọt cái lỗ ấy à, rồi mới để vô, mà để vô thì đâu lên trên cũng phải nằm luôn chứ không có đứng dậy một khúc vậy Dạ. đó. Nội chúng ta thấy cái cọng tóc là thấy giả rồi. Và nè, sư chỉ lại cho các Phật tử đây nha, sư không có nói quy thầy, quy thầy thấy đâu rồi hả, còn sư chỉ cho các Phật tử nha, các Phật tử thấy nè. Đặc biệt ở trên hình của Thích Ca Mâu Ni cả tượng luôn, tóc của ngài ra sao, tóc của ngài ra sao mà đem cái cọng dày ngoe 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 nói tóc ngài. Dạ, là xăng Tóc xăng của Thích Ca Mâu Ni la rọi tóc xuống ốc nghe không, không? Dạ. xuống ốc nghe không, và từ trái sang phải nghe không. À, từ trái sang phải. Ừ, nó vậy nữa đó. Tóc của ngài chúng ta nắm chúng ta kéo ra nó thẳng là nè, dài vậy nè, nhưng chúng ta buông cái nó thun lại,
nó thun lại nó tròn quay à. À, chứ không phải như tóc thường của chúng ta mà chảy ra. Nè các con dòm trên các tượng ảnh, tượng xi măng luôn. Thích Ca Mâu Ni ngài tóc đâu có như ta mà cũng tròn 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 tròn, đúng không? Dạ. Tóc ngài rồi tóc xong ông mà đem cái cọng gì mà cứ ngắt về nói Thích Tóc Thích Ca Mâu Ni thì như thế nổi. Nội chúng ta hiểu biết về cái tóc thôi, chúng ta đã thấy cái hình tượng hoàn toàn khác rồi. Nè con, đặc biệt Thích Ca ta mới có cái nhục kế thôi nghe không? Dạ. Và cái nhục kế của ngài không có lộ. Không lộ. Tôi nói cho quý vị biết cái chỗ luôn nghe. Nhục kế của ngài cũng được tóc bao phủ luôn. À, bao phủ luôn. Bao phủ luôn. Và các con thấy cái hình tượng thay vì người ta tròn quay, con này ngài nhô lên và tất cả đều đen. Và những cái dạng mà cái tóc mà các nghệ sĩ, nghệ nhân người ta làm tượng đó đều giống với nhau, phải không? Dạ. Các con dòm kỹ con, cục tròn 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 không, không có sợi như chúng ta, đúng không các con? Đúng rồi, đúng. Nó, rồi. Thầy đưa và ra về cái dáng của cọng tóc thôi, chúng ta đánh giá đúng sai thiệt giả rồi. Đúng rồi. Đúng sai cái vật giả hay thiệt thôi. Tại sao thầy không có dựa vô cái cơ bản hiểu biết của thầy mà thầy dựa vô kinh sách rõ ràng có diễn tả về về cái cọng tóc đó. Dạ. Về cái lông tóc của ngài. Ừ, hai con rồi thầy nói vậy là các bạn đã thông rồi. Dạ. Các thầy thì thầy nói là các thầy hiểu rồi. Nội chúng ta dòm lên cái tượng ảnh của ngài thôi. Tượng ảnh cũng vậy mà tượng bằng xi măng cũng vậy, mà tượng gỗ cũng vậy, các nghệ nhân đều làm cái tóc của ngài tròn 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 dính vào đó, chứ không phải theo kiểu ta mà trẻ ba trẻ đàn trẻ đấy, đúng không? Dạ. Đó, chúng ta bước vào cái hình tượng sợi tóc để chúng ta khẳng định thiệt giả nhiều đó đi. Còn cái mục đích ngàn cái người làm ra đó có con, ai cũng có, người ta cũng có mục đích người ta ha. Thì cái chuyện đó miễn bàn. À, và ở chùa nào đó thì chúng ta cũng miễn bàn luôn. Yeah. Ở đây bây giờ tất cả mọi cái chúng ta đang bàn, chúng ta đang tìm cho đúng cái lý nào cho đúng để nói lên cái sợi tóc thiệt hay giả mà thôi. Đúng rồi. Chứ chúng ta không có nói về cái vấn đề liên quan khác nữa. Yeah. À, để phân tích cho Phật tử chúng ta dòm thấy, để tránh những người đã dòm qua rồi tôi sẽ hiểu rõ hơn là cái chúng ta dòm thấy đó với cái sư nói cái nào đúng lý. Đúng lý nghe. Thí dụ quý vị dòm thấy cái sợi tóc quý vị tin tưởng sợi tóc này đúng nè, ông sư đó nói không hay không đúng thôi. Còn nếu mà quý vị có dịp đọc lại kinh sách, dòm lại qua ba mai tướng tốt của Đức Phật và 80 vẻ đẹp đó, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng ở trong đó có cái nói về cọng tóc của Đức Phật. Má, giờ một bà các con nói về cộng tóc thế nè. Yeah. À, sư đưa ra cái luận cứ chắc chắn đó để chúng ta phân tích đúng sai thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà nói chuyện nói cái cộng tóc của chùa Ba Vàng mượn về đó, mà bây giờ làm sao dựng còn tòa bàn chính. Yeah. Phải không? Yeah. Ông thầy ông nói thiệt, nhà nước ta nói giả giả sao? Yeah. Ông có biết không, giả của tôi mượn về thiệt, tôi trả người ta rồi. Ông làm sao ông qua đó ông kiểm chứng thiệt giả, đúng không? Đúng không? Thì sự việc nó xảy ra và nó kết thúc nằm ở trong cái vấn đề hoàn toàn một người đưa lên và cất đi. Yeah. Nếu đưa lên được quan hình thì chúng ta để tiếp tục. À, nếu mà không được quan hình cất đi thì tức là bằng chứng không còn nữa. À, ai dám nói cái cọng tóc đó thiệt giả không? Có ai xét nghiệm đâu. Yeah. Có ai hiểu biết đâu. Chỉ bàn luận thế thôi. Chúng ta nói thế thôi. Còn ở bên kia ta nói thiệt đó. À, hỏi dạ, thiệt đó. Đó làm gì ta? Đúng không? Yeah. Đó. Thì bây giờ chúng ta không nói về vấn đề quy trách cho chùa nữa. Tại vì nói chùa thì chuyện này chuyện đó, cái vấn đề chùa chúng ta bỏ qua. Chùa nào cũng được chứ. Ở đây Phật tử đang chú ý đến cái vấn đề thiệt giả của cộng tóc. Đúng mà rồi, thôi thiệt giả thôi. Dạ. Chứ còn cái chỗ nào không ăn không cần thiết. Dạ.
Ừ, phải không? chủ yếu là Phật tử đang quan tâm đến vấn đề thật giả của sợi tóc của Đúng, Đức Phật. đúng. Đã, cái điều đó là cái điều thiêng. Chứ còn cái vấn đề chùa không miễn nó. Tại tại vì nói là 2.600 năm rồi mà sợi tóc của Đức Phật vẫn còn tồn tại đến bây giờ Đó. và có thể dịch chuyển được, và nên mọi người rất là quan tâm. Thì đó, bởi vậy sư mới nói đó con, mỗi người chúng ta có một ý kiến. Cũng như có những cái clip có một ông bạn trẻ nào ổng đưa cái vấn đề lên phân tích, ổng phân tích thế đó, ổng thấy dài dài dài, ai muốn suy nghĩ sao suy nghĩ, cái đó cũng là cái hay. Dạ, phân tích như thế nào sư? Ổng đưa lên một cái là ổng nói là ổng mua Dạ. mà nó ngoan ngoe giống hệt như cái cọng tóc của ở trong kia đưa ra cho công chúng coi vậy đó, Dạ. tức là ổng so sánh rằng cái cọng kia giống như cọng ổng, tức là đồ giả thế thôi. Dạ. Ổng phải thích vậy á. Còn sư thì sư không có nắm các vật chứng đó, sư không có dòm thấy cái đầu đó, nhưng sư căn cứ vào giáo lý của Phật giáo mà thôi. Dạ. Sư nhớ lại ở trong kinh sách của ta có nói về cái cọng tóc của Đức Phật đặc biệt đó, và sau này cái loại tóc đó cũng còn có đó con, chứ đâu phải mà không có đâu, Vẫn có sợi tóc đó. vẫn có phải không đó. Dạ, sư khẳng định là vẫn có sợi tóc của Đức Phật, nhưng mà sợi tóc mà đã được trưng bày là không đúng. Không phải sợi tóc, Dạ. có thể nói đó là không phải là sợi tóc luôn nữa, chứ đừng nói sợi tóc mà tóc thiệt tóc giả. Sư khẳng định là không phải sợi tóc Sợi luôn. tóc gì mà nó đứng kỳ cục vậy, Dạ. sợi tóc gì mà xách mà ghim xuống móp được mà đứng lên, sợi tóc gì nó đứng lên, đứng cái tỷ lệ nào đứng lên, cái tỷ lệ dòm thấy lên cũng cả ít ra cũng phải 6-7 phần đứng lên Dạ. chứ không không phải thấp, mà cái lực của cái cọng tóc nhỏ vậy mà đứng lên được 6-7 phần sao đứng được, Dạ, mà nó còn dịch chuyển nữa. dịch chuyển nữa mà lại ghim được nữa, Dạ. cái lực của cái cọng tóc cứng cỡ nào mà con nắm con ghim xuống móp. Đúng rồi. Mà cọng tóc của mình mới nhổ đây đi mà còn ghim không được vậy nữa thì huống chi là 2.600 năm rồi. Nè, thầy nói thêm cái nữa nè, cái này chúng ta phải nói về chuyện nữa nè, để chúng ta phân tích chặt chẽ nè. Cái đồ của quốc gia người ta, bảo vật của quốc gia người ta, mà cha cho anh mượn về anh để khơi khơi vậy hả, Mà chạm tay vậy luôn hả thầy? anh Đụng để tay khơi vậy luôn. khơi vậy hả, nó giật làm sao đúng không, Đúng rồi. nó nhào vô nó giật sao, nó tổ chức nó vô một chục thằng, nó ồ vô cái thằng giật được rồi, trời ơi nó giật được là cái báu vật thế giới rồi đúng không, Dạ. nó tổ chức nó giật cái một à. Rồi không nói những cái thí dụ như cái người đó lên đó sụp lại quỳ lại lỡ đụng té ngã một cái đầm xuống đó tiêu hết rồi, ai chịu, Chơi mắc sợi tóc rồi sao hết này? ai chịu Dạ. cái sợi tóc nó là cái bảo vật của đất nước người ta, Dạ. mà cái kiểu gì mà trưng bày khơi khơi dễ mất dễ còn quá vậy, nội thấy cái đó thôi chúng ta đánh giá được rồi, Dạ. tức là cái giá trị đó nó không có khi mà để cho người ta coi đúng không, Quá hay, quá hay. cái đồ người ta bảo vật quốc gia người ta giữ qua năm ngăn bảy lớp, muốn tiếp xúc tiếp cận không phải dễ đâu, đứng cách xa 1-2 mét mà dòm trong lòng kiến trong độ đàng hoàng à, Dạ. trời ơi xá lợi Phật mà, xá lợi tóc mà, xá lợi khác nó còn là kim cương, nó còn là vật thể cứng, xá lợi tóc hả, giữ phải thiệt kỹ bởi nó là cọng tóc nghe chưa đúng không, mà giữ vậy có đúng phải là cái báu vật không hay là vật tầm thường, báu vật gì mi văn ma cho mượn qua anh để trên bàn cho bà con lại nó muốn bay bay muốn mất mất vậy Dạ. Thầy nói vậy mới nhớ lại cái chi tiết đó thầy. vậy chứ làm Dạ. sao Thường là bảo vật ta để cho cái góc kiếng ở vậy chứ trong. làm sao Dạ. mà cái báu vật mà con thấy nè mấy cái clip đó lên lại là gần sát Kế bên bên nè, luôn. theo Dạ. điều muốn thổi được nữa, À. quý không của người ta mày dám cho mày tiếp cận không, rồi mày chụp mày giật đồ làm sao, Dạ. hoặc mày chụp mày giật mày không phải lấy mà mày làm hủy hoại liền tại đó rồi làm sao Dạ. mày đền à? 2.600 năm mà sao mà đền nổi Đúng nữa. không, Dạ. nếu con mượn được báo dân ta con đem về con phải để đủ thuốc này nè, đúng này nè, đốt nhang đốt đèn pha đèn cho sáng cho bà con coi, đứng đằng kia coi
Không có phải có gạo trắng rồi nữa thầy, ở xa nữa. Thầy con, còn cái này ông nội ơi, không có lòng kiến lòng keo vậy đúng không? Dạ. Để khơi khơi vậy ngoắc ngoắc mà miễn bà con lợi xa rồi cúng tiền được rồi đó. Nội bấy nhiêu đó là chúng ta thấy là không có giá trị. Giá trị gì? Dạ. Trời ơi, bảo vật quốc gia mà anh đem ra vậy, gặp cái người khùng á, nó ngưỡng mộ quá, nó gặp, nó chụp một cái tiêu mà. Chính xác. Hay quá. Nói cho người ta không? Mà trước khi muốn cho bút quắc là phải nhúng vô nước nữa mới bút quắc được. Cái đó thầy không có nói. Cái đó thầy không có thèm nói. Có thể không cần nhúng nước. Có thể nước nó sắp sẵn ở trong mốt sẵn rồi. Nó ghim vô thôi rồi nó rút cái hơi nước lên nó nhúng nhích. Chúng ta không có nói vấn đề nhúng nước ghim vô. Tại vì lúc nhúng nước ghim vô nó cũng không cho ai thấy đâu. Chúng ta nói ở đây nè, nếu thực sự là báo vật, không khi nào mà để lộ liễu trên bài vậy. Một cái bất cẩn thôi tan tành báo vật của nước bạn rồi, anh đòi nổi không? Đúng rồi. Ông đòi nổi không? Nó nhiều đó thầy Văn Kết là đồ giả. Con nói quá hay. Suy luận qua cái suy luận rất là hay. Rõ ràng cái luận thầy nói cộng tóc Đức Phật không phải đứng dậy mà cộng tóc ngài xoáy à. Dạ, xoáy dài dài nhưng mà buồn xuống nó xoáy nhiều. Dòm đi, các Phật tử dòm kỹ đi. Thầy nhắc lần lần nữa các Phật tử dòm kỹ đi. Trên tất cả các tượng Phật của Thích Ca Mâu Ni ta, nhục kế không bao giờ lộ. Được tóc che kín luôn. Trời ơi, bên A Di Đà ở bên mấy ông Phật kêu con thấy ở trời đầu á. Trời ơi, đỏ đỏ đó, lộ nhục kế. Thấy chưa? Đỏ đỏ là lộ nhục kế. Lộ nhục kế. Phải hiểu cái đó nè. Bởi vậy con ơi, nguyên thủy hay không là chỗ đó. Cái nguyên thủy người ta giữ nguyên cái nguyên thủy cho Đức Phật đó. Không cho lai tạo. Còn ở đây nói đụng chạm, nhưng thầy nói cho các Phật tử nghe, có nhiều vị chắc là mấy ông họa sĩ Tàu thôi à. Cái nét vẽ Tàu rõ ràng. Ai với Đà Phật nhục kê cho nó á, nhục cái lộ. Đó là do những họa sĩ của Trung Hoa, của mấy ông Trạch á, mấy ông vẽ ông Phật A-di-đà giống hệt như là của mấy ông. Tại sao A-di-đà Phật là của ông Tào? Ông Tào. Đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni. Mà sao qua Việt Nam Nam Mô A Di Đà Phật không à? Đúng không? Đúng không? Thế giới Nam Mô Sakya Muni Buddha. Ngài không à? Còn ở đây chúng ta đạo Phật mà lại là đại đa số Nam Mô A Di Đà chứ không phải Thích Ca Mâu Ni. Tôi nói cho các vị nghe để chúng ta phân biệt, chúng ta hiểu rõ thế nào là nguyên thủy và được pha trộn. Tại sao Phật giáo của chúng ta, sư đã nói nhiều lần, đã được pha trộn tam giáo đồng nguyên mà. Lão giáo nè, Khổng giáo nè, Phật giáo nè, ba triết lý đó, đó là Phật giáo của ta. Hôm nay thì đến đây thì nghe sư giảng giải thêm về sợi tóc của Xá Lợi Phật thì tụi con cũng đã hiểu. Chị con, nội cái chuyện có sợi tóc không mà thầy chuyển động vòng chút đỉnh ở trong cái đường của đạo để cho các con thấy rõ ràng rằng cái gì cũng vậy chứ nó cũng phải có cái lý đúng mới được, chứ không phải muốn nói sao nói sao được con. Thời kỳ này, năm tháng này, trần cảnh này, làm gì mà có cái chuyện thần thông, làm gì mà có chuyện pháp thuật, làm gì có, và xưa nay cũng chưa từng có bao giờ. Có hay không? Họ dùng ma thuật, tà thuật, xảo thuật, nó cũng có những cái thuật đó chứ con, phải không? Cũng như thầy ấy,
chính bản thân thầy, thầy cũng phải luyện được cho thầy một cái thuật nào đó chứ, phải không? À, để làm chi? Để nó tiếp cận cuộc sống, để nó coi như là chúng ta dùng cái thuật đó để độ sinh cũng được mà. Dạ. Vậy đó, chúng ta phải có luyện à, cũng là phải có cái gì đó đặc biệt hơn người thường. À, chứ không phải con. Dạ. Đó, bởi vậy sư nói đó, ở trong đạo, nhất là các đạo sư, các con thấy nội cái sắc tướng thôi. Ha, như sư nói ma, nói quỷ, nói thánh, nói thần, cộng với cái sắc tướng, các con tin liền hả? Không có tin nhiều cũng tin ít. Dạ. Phải không? Nhìn sắc tướng này. Phê liền. Dạ. Là nhờ sắc tướng. Phải không? Dạ. Như các con hỏi đi. Các con hỏi về cái sợi tóc. Các con hỏi thầy. Thầy là ông thầy chùa. Ông thầy chùa và có thể biết về Đức Phật bởi ông tu. Dạ. Còn các con hỏi cái người bình thường ngoài, người ta nói ai nghe? Đúng rồi. Không ai nghe hết trơn á. Dù người đó giỏi hơn thầy, người ta cũng tính người đó không hay bằng thầy nữa. Thầy chỉ cần biết rõ ràng một hai điểm mấu chốt của vấn đề thôi, thì thầy đã đưa vấn đề lên sáng tỏ rồi, là nhờ cái đó đó. Ừ, nghe con. Yeah. À, thôi bây giờ vậy, chúng ta kết lại đi ha, đem nó kéo dài hoài cũng vậy. Thầy kết lại nha, sợi tóc của Đức Phật, các con chú ý nha, không thể có cái hình dạng như vậy được. Tại sao? Tóc của Đức Phật, ngài là một cái loại tóc rất là đặc biệt, mà trên tất cả các hình tượng và ảnh tượng, các Phật tử dòm thấy đi, tóc của ngài xoắn xoắn ốc, kéo ra dài, buông ra nó thun trở lại xoắn ốc một cục ngài đó. Mà loại tóc đó trên thế giới hiện giờ cũng còn có rất nhiều, chứ không phải mình Thích Ca Mâu Ni. Mà những người có những cái kiểu tóc đó cũng là thường thường là ở bên xứ của ngài. À, chờ, còn phương Đông chúng ta không có, thấy chưa? Yeah. Nó có đặc biệt đó đó. Bởi vậy khi mà nói chuyện đưa cái sợi tóc mà đứng cứng ngắc ở trên cái đó đó, thì dòm thấy là không phải sợi tóc chưa. Yeah. Không phải sợi tóc chưa, con thấy đó, làm như cọng cỏ thì trúng hơn. À, đó, thành tử rồi, à, trở lại vấn đề. Thầy chỉ lại cho các con dòm thấy tượng ảnh của Đức Phật, tóc của ngài trên đó đó, rồi các con suy luận cộng tóc này, các con thấy rõ ràng một trời một vực rồi. Một bài ca đó thôi. Dạ. Yeah.